Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trang truyền hình cơ sở của Đài thành phố Điện Biên Phủ. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, cấp ủy chính quyền xã Tà Lèng, thành phố Điện Biên Phủ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Với phương châm dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra đã phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Phóng sự sau phản ánh nội dung này. Nhằm đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hiệu quả việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, những năm qua, cấp ủy chính quyền xã Tà Lèng đã quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh, thành phố về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng ban hành các văn bản gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, đẩy mạnh công tác tiếp dân, đối thoại với nhân dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, chỉ đạo Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát Cộng đồng xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ, phát huy vai trò trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đồng thời, xã cũng chú trọng việc tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về pháp luật trong nhân dân, để nhân dân hiểu quyền và nghĩa vụ của mình, tích cực tham gia xây dựng giám sát hoạt động của cơ quan, chính quyền tại cơ sở. Trong những năm qua, xã Tà Lèng đã tổ chức được 16 hội nghị tuyên truyền pháp luật cho gần 1.000 lượt người tham gia. Thực hiện theo pháp lệnh 34 quy chế dân chủ ở cơ sở, Ủy ban nhân xã đã chỉ đạo cán bộ công chức niêm yết các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật ở đơn vị Ủy ban nhân xã, và mọi công việc trên địa bàn như xây dựng các công trình trên địa bàn, Ủy ban nhân xã đã xuống họp và thống nhất bàn bạc với nhân dân để dân biết, dân bàn, dân có ý kiến để chỉnh sửa, và phối hợp với Mặt trận Tổ quốc xã giám sát các công trình. Từ đó, tất cả công việc triển khai trên địa bàn đã đạt hiệu quả, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Những năm qua, hoạt động giám sát và phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội đã từng bước đi vào nề nếp hiệu quả, được dư luận đồng tình ủng hộ. Hàng năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã xây dựng kế hoạch, phối hợp triển khai chương trình giám sát, phản biện xã hội gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội. Những vấn đề được đông đảo nhân dân quan tâm, trọng tâm là thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, giám sát các công trình. Từ đầu năm đến nay, Mặt trận Tổ quốc xã đã chủ trì và phối hợp tổ chức được 11 cuộc giám sát các dự án xây dựng nông thôn mới, giám sát việc thu chi các loại quỹ, phí ở trường tiểu học Hoàng Văn Nô. Đồng thời, Mặt trận Tổ quốc xã đã tổ chức được 8 cuộc tiếp xúc cử tri với 380 lượt cử tri tham gia. Qua đó đã tổng hợp được 36 ý kiến, kiến nghị của cử tri. Trong nhiệm kỳ vừa qua, thì với chức năng và nhiệm vụ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, chúng tôi đã chỉ đạo và thực hiện ký kết phối hợp giữa Ủy ban Nhân dân xã thực hiện nhiệm vụ giám sát cũng như là thực hiện cái thông chi 25 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về chỉ đạo các ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng để thực hiện tốt cái quy chế dân chủ ở cơ sở. Do vậy là trong nhiệm kỳ qua thì chúng tôi cũng đã thực hiện được rất là nhiều cuộc giám sát và cũng đi thực tế xuống cái cơ sở với người dân để thực hiện các công trình mà được xây dựng trên địa bàn xã Tà Lèng. Thực hiện phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra nhằm phát huy tính chủ động của nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở cơ sở, đặc biệt là thực hiện chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Cấp ủy chính quyền xã đã chỉ đạo ban công tác mặt trận, các đoàn thể và các bản tuyên truyền vận động nhân dân cùng tham gia bàn bạc và thực hiện từng công việc cụ thể như xây dựng đường giao thông nông thôn, xây dựng sửa chữa các công trình với phương châm nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ. Đến nay, xã Tà Lèng đã huy động ủng hộ đóng góp gần 2 tỷ đồng, hiến trên 1 hectare đất thổ cư, đất ruộng, hàng nghìn ngày công lao động để xây dựng các tuyến đường giao thông liên bản, trục bản, ngõ bản. Toàn xã đã cứng hóa được 7 km đường giao thông. 100% bản có nhà văn hóa, có hệ thống thắp sáng trục đường nội bản. Hệ thống thủy lợi đảm bảo nước tưới cho trên 80% diện tích đất trồng lúa. Nhờ vậy mà chỉ sau 4 năm, xã Tà Lèng đã về đích nông thôn mới trước thời hạn. Trong cái điều kiện mà phát triển xây dựng nông thôn mới thì so với vấn đề mức độ trước thì coi như là chúng tôi thì dân chúng tôi tự làm mà cũng được
bên nhà nước hỗ trợ chúng tôi thì cũng làm đường rồi là trường trạm, thì nói chung thì cũng có điện cho nhân dân. Trong cái đợt mà phát triển nông thôn mới là chúng tôi đã mở được nhiều đường đi nương, giúp cho đồng bào nhân dân là các dân tộc, tức là để phát triển kinh tế. Tôi cũng đóng góp cho xã hội là coi như mở cái đường đi nội đồng Nà Ít rồi là Khe Một. Nói chung là coi như là bản thân thì là gia đình đóng góp cho hơn 300 mét vuông đường đi. Để xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, giúp nhân dân có đời sống ổn định, kinh tế và văn hóa xã hội phát triển. Vấn đề phát huy dân chủ được chi bộ, ban quản lý bản Tà Lèng đặt lên hàng đầu. Những việc làm cụ thể nhằm đảm bảo quyền làm chủ của người dân đã được thực hiện nghiêm túc, như công khai cho dân biết các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, công khai các công trình dự án đầu tư cho cơ sở, đặc biệt các chính sách hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất, việc đóng góp quỹ, phí, lệ phí với nhiều hình thức họp bàn, tiếp xúc cử tri, tóm tắt nội dung công khai niêm yết tại nơi công cộng để mọi người dân đều biết. Quy chế dân chủ đã từng bước đi vào cuộc sống, giúp người dân nâng cao nhận thức về quyền và nghĩa vụ của công dân trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, cũng như phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Ở bản chúng tôi là triển khai về hình thức triệu tập nhân dân về họp bản để triển khai các văn bản, thực hiện các dự án ở trên địa bàn của bản để người dân cùng biết, tham gia ý kiến, thực hiện đúng quy chế dân chủ ở cơ sở để dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Qua việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nhận thức trách nhiệm và năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội ở xã Tà Lèng ngày càng được nâng cao. Người dân trên địa bàn xã cũng đã nhận thức rõ hơn quyền làm chủ của mình, tích cực tham gia các cuộc họp bản, tham gia xây dựng quy ước, hương ước, đóng góp ý kiến về việc phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh từ cơ sở. Thưa quý vị, thưa các bạn, chi bộ trường trung học cơ sở Thanh Bình hiện có 13 đảng viên, trong đó đảng viên trẻ chiếm 70%. Thực hiện nghị quyết về đổi mới nâng cao toàn diện chất lượng dạy và học của chi bộ nhà trường trong năm học mới. Thời gian qua, những giáo viên, đảng viên trẻ của chi bộ trường trung học cơ sở Thanh Bình đã luôn phát huy sức trẻ, lòng yêu nghề, tích cực đẩy mạnh việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, thi đua trau dồi nghiệp vụ, đã không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường. Cô giáo Nguyễn Thu Hương, giáo viên dạy môn lịch sử, là một trong những giáo viên được nhiều học sinh của nhà trường yêu thích bởi cách truyền đạt kiến thức sinh động, hấp dẫn. Với lòng say mê nghề và trách nhiệm của một đảng viên trẻ, cô Hương đã không ngừng nghiên cứu, tìm tòi phương pháp giảng dạy qua mỗi tiết học để giúp học sinh không chỉ dừng lại ở việc biết mà còn hiểu bài, nắm chắc kiến thức. Chính vì vậy, đã có rất nhiều học sinh do cô Hương giảng dạy và bồi dưỡng đã đạt thành tích cao trong các cuộc thi học sinh giỏi. Với tư cách là một giáo viên, một đảng viên trẻ, tôi xác định phải luôn luôn học tập, trau dồi chuyên môn, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu đổi mới giáo dục. Để làm được điều đó, bản thân tôi đã tích cực tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực phẩm chất học sinh, áp dụng và tổ chức các hoạt động học tập tích cực cho học sinh như hoạt động nhóm, trải nghiệm câu lạc bộ em yêu lịch sử, giúp các em đam mê và yêu thích môn học, từ đó chất lượng học tập đạt hiệu quả cao hơn. Với kinh nghiệm vốn có của bản thân, sự dìu dắt của các thầy cô giáo đi trước, với sức trẻ của những người giáo viên trẻ như chúng tôi, thì chúng tôi luôn cố gắng để đưa chất lượng giáo dục của nhà trường phát triển. Trong những năm học vừa qua, được học dưới mái trường trung học cơ sở Thanh Bình, em cảm nhận được các thầy cô giáo trong nhà trường với phương pháp dạy học tích cực, giúp chúng em có thể phát huy được năng lực của bản thân. Ngoài những giờ học căng thẳng trên lớp, chúng em còn được tham gia các hoạt động giáo dục tập thể, hoạt động trải nghiệm, chủ đề bộ môn liên môn như giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự chủ, kỹ năng học tập và kỹ năng hợp tác. Ngoài ra, chúng em còn được hoạt động trong các câu lạc bộ của nhà trường như câu lạc bộ thể thao văn hóa, câu lạc bộ học tập. Vì vậy nên em đạt được một số thành tích đáng kể, như là được công nhận là học sinh giỏi toàn diện và được giải học sinh giỏi môn ngữ văn cấp thành phố, đạt giải khoa học kỹ thuật cấp thành phố.
Bên cạnh việc nâng cao chất lượng chuyên môn, đội ngũ cán bộ giáo viên trẻ còn tích cực tham mưu, đề xuất với cấp ủy, ban giám hiệu nhà trường, xây dựng những chương trình ngoại khóa phù hợp với những buổi ôn luyện chuyên sâu kiến thức hay xây dựng các chuyên đề học tập chuyên biệt. Những đảng viên trẻ còn tình nguyện sau giờ lên lớp trở thành các chuyên gia tâm lý, cố vấn học tập và tư vấn hướng nghiệp cho các em học sinh. Đồng thời tích cực đăng ký các phong trào thi đua để làm tốt hơn nhiệm vụ dạy học, rèn luyện phẩm chất đạo đức của một cán bộ đảng viên. Với sự cố gắng trên của đội ngũ đảng viên trẻ đã giúp nhà trường đạt được nhiều thành tích nổi bật. Kết thúc năm học 2018-2019, nhà trường có 83% đạt học lực khá, giỏi. Về hạnh kiểm có trên 90% đạt loại tốt, không có học sinh yếu kém. 39 em đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố, cấp tỉnh. 100% các em học sinh khối lớp 9 đỗ tốt nghiệp trung học cơ sở. Riêng trong năm học 2019-2020, nhà trường đạt 2 giải thi khoa học kỹ thuật cấp thành phố, 5 trên 17 giáo viên giỏi cấp tỉnh bảo lưu, chi bộ nhà trường nhiều năm đạt trong sạch vững mạnh. Trong năm học 2019-2020, chi bộ nhà trường có tổng số 13 đảng viên và trong đó có 7 đảng viên là đảng viên trẻ và có 3 đảng viên nhiều năm liên tục đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Các đảng viên trong chi bộ luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt và luôn gương mẫu trong mọi hoạt động và đặc biệt là trong công tác chuyên môn. Trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, các thầy cô có nhiều đổi mới, xây dựng được nhiều chuyên đề bồi dưỡng, tư vấn cho học sinh lựa chọn môn học phù hợp với năng lực của bản thân và hướng dẫn học sinh, khuyến khích học sinh, động viên chủ động làm bài tập và tìm ra cách giải trong mỗi bài tập. Trong công tác phụ đạo học sinh yếu, chủ động xây dựng kế hoạch buổi 2 phù hợp với đối tượng học sinh và gần gũi động viên các em tăng cường kiểm tra, củng cố kiến thức trọng tâm của mỗi bài sau mỗi buổi lên lớp. Dưới sự chỉ đạo của chi bộ, các thầy cô còn tổ chức nhiều câu lạc bộ học tập, câu lạc bộ thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ cho học sinh. Mặc dù chất lượng đầu vào của nhà trường còn thấp hơn so với các trường trung tâm của thành phố, nhưng dưới sự nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, hết lòng vì học sinh của đội ngũ giáo viên trẻ mà giáo dục toàn diện của nhà trường được nâng lên, thu hút được các em học sinh ở nơi khác về học. Trong thời gian tới, chúng tôi rất hy vọng tiếp tục nhận được sự chỉ đạo sát sao của Đảng bộ phường Thanh Bình, sự chỉ đạo sát sao về chuyên môn của Sở Giáo dục Đào tạo, Phòng Giáo dục Đào tạo, sự ủng hộ nhiệt tình, sự phối kết hợp chặt chẽ của các cơ quan ban ngành, các tổ chức đoàn thể xã hội, các tổ dân phố đóng trên địa bàn, các phụ huynh học sinh để nhà trường tiếp tục phát triển toàn diện, vững mạnh. Tuy nhà trường mới được thành lập, nhưng những đóng góp của những đảng viên trẻ với phong trào thi đua dạy tốt, học tốt của nhà trường cũng như các phong trào thi đua do cấp ủy đảng phát động đã giúp cho nhà trường và chi bộ trở thành một trong những điểm sáng của khối trung học cơ sở của thành phố Điện Biên Phủ và của Đảng bộ phường Thanh Bình. Tin tưởng rằng đội ngũ đảng viên trẻ của nhà trường sẽ là những hạt nhân vững chắc và đầy nhiệt huyết, góp phần thực hiện tốt mục tiêu đưa nhà trường trở thành một trong những trường chất lượng cao của ngành giáo dục tỉnh nhà. Trang truyền hình cơ sở của Đài Thành phố hôm nay tới đây cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trang truyền hình cơ sở của Đài huyện Nậm Pồ. Thưa quý vị và các bạn, Nậm Tin là một xã nghèo của huyện Nậm Pồ với gần 70% tỷ lệ hộ nghèo. Đây cũng là địa phương còn quá nhiều khó khăn về cơ sở vật chất hạ tầng nông thôn. Canh tác trên nương là hình thức canh tác chủ yếu để người dân nơi đây sinh tồn. Thế nhưng, trong vài năm trở lại đây, một bộ phận nông dân nơi đây đã và đang thử nghiệm với những cây trồng mới như cây chuối tây, cam vinh, cam sành. Chưa bàn về hiệu quả, mà điều này thể hiện ý chí quyết tâm tự vươn lên thoát nghèo của một bộ phận người nông dân nơi đây. Ghi nhận của phóng viên đài chúng tôi. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Phải leo qua hai quả đồi và một con dốc dài mới đến được vườn cam của ông Sùng Quán Tùng ở bản Tàng Do. Sở dĩ ông Tùng chọn địa điểm này bởi đây là mảnh nương cũ ông mua lại được của họ hàng, lại ở gần khe suối có nguồn nước thuận tiện cho tưới tiêu.
ông Tùng khi di cư hợp pháp về Nậm Tin, thay vì chọn cách phá rừng làm nương rẫy như bao đời người Mông khác, ông mua lại mảnh nương cũ của họ hàng để trồng thử nghiệm cây cam, một loại cây nông nghiệp mới ở Nậm Tin. Tôi là tôi chỉ người Mông ở Hà Giang, mà quê gốc là ở Xính Mình, Hà Giang. Nhưng mà trước thì lại không có cái gì mà làm canh tích mà xoa ra, mà bây giờ thì có cả bố mẹ rồi, cả ông bà ấy, cả năng anh em trai nó ở đây hết. Thì anh về đây không phải là về mà lại phá rừng, mà lại phá cái kiểu khác, mà anh chỉ về đây mà xin một ít đất, mà đất cũ của thằng em, mà lại trồng một ít cam mà canh tích. Nếu mà bây giờ á, nếu mà chỉ tính so vào mà xem nên cú cái gì nên làm thì mình làm cái đấy, mà cho làm một ít kinh tích mà để nuôi vợ con thôi. Nếu mà bây giờ không thể phá rừng mà riêng rừng rồi thì bây giờ cứng hết rồi. Bởi ở quê cũ là Xí Mần, Hà Giang, cây cam đã đổi đời cho bao nhiêu hộ gia đình. Mang giấc mơ đổi đời và khát vọng làm giàu ấy, ông Tùng đã về Nậm Tin trồng thử nghiệm 2.000 cây cam gồm hai dòng cam là cam Vinh và cam Sành, trên diện tích đất nương cũ khoảng 6 hectare. Là người đã từng trồng loại cây này, nên ông Tùng cũng khá am hiểu về kỹ thuật trồng và chăm sóc. Bởi vậy nên sau 2 năm, những cây cam đã vươn mình sinh sôi phát triển khá tốt trên những mảnh nương cũ. Trước trồng thì cái chăm sóc thì mình cũng phải chỉ có mà trồng cây không thôi, mà trồng được 2 tháng, cây cũng lên rồi thì mình mới lại cho một ít phanh mà loại 12/10 khi mà loáng bón một ít vào cái gốc cho nó tốt thôi. Mà một năm thì chỉ bón 2 lần thôi, mà bây giờ năng nghèo không có tiền thì mình chỉ bón thế thôi, tạm thời mà cho cây nó lên tầm 3-4 năm sau đó, nếu mà cây xây cọ rồi thì nó có thu hoạch được một ít thì mình gửi được tí nào thì mình, nếu mà 2 tí đấy thì mình mới có tiền mà lại đầu tư vào đấy. Trồng thì nếu mà mình được có 2 năm thì bây giờ cây đó cao hơn người bằng này rồi, thì chắc là mình tính ra thì 3-4 năm sau nó là chắc là mình để thu hoạch sang nơi để vậy con. Bước vào năm thứ 3, những cây cam Vinh, cam Sành của gia đình ông Tùng đã phát triển tươi tốt, cũng đã có nhiều cây bói những quả cam Vinh đầu tiên mọng nước ngon ngọt, cho thấy triển vọng của loại cây trồng mới này trên xã nghèo Nậm Tin. Đây không phải là một dự án kinh tế liều lĩnh, mà trước đó ông Tùng đã đem giống cam về cho anh em họ hàng trồng thử nghiệm trước. Thấy phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng của địa phương, ông mới đầu tư trồng trên diện tích lớn như bây giờ. Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân xã Nậm Tin, trên địa bàn xã hiện nay có gần chục hecta cam, trong đó có lứa cam 5 tuổi, có lứa cam 2 tuổi. Qua đánh giá sơ bộ, tuy đây là loại cây trồng mới nhưng thích hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng của địa phương, nên cấp ủy chính quyền xã sẽ phát triển thành cây trồng chủ lực trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, quả cam đó hẳn là một sản phẩm nông nghiệp mới trên địa bàn huyện Nậm Pồ nói chung cũng như là tại xã nghèo Nậm Tin nói riêng. Và điều đáng nói là chủ nhân của những cái sản phẩm này lại là đồng bào dân tộc Mông. Họ không chọn cách phá rừng làm nương mà thay vào đó là họ đưa những cây trồng mới về trồng thử nghiệm. Tuy nhiên, để những cái sản phẩm như thế này trở thành hàng hóa và đem lại giá trị kinh tế cao thì vẫn còn là một cả chặng đường dài. Xã này cũng mong muốn là lấy cái sản phẩm cam này để thành một cái chuỗi giá trị gia tăng cho xã. Thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng để đưa các kỹ thuật khoa học để hướng dẫn bà con nhân dân là cách trồng, cách làm và cách chăm sóc để đảm bảo sau này phát triển được thành cái chuỗi giá trị gia tăng cho cái tiêu cái ngoài quả huyện là mỗi xã là một sản phẩm. Đấy. Mà nói chung cái thời gian tới mà nếu như cái mô hình này mà có hiệu quả thực sự thì có thể là anh sẽ tiếp tục mở rộng. Đấy, mà chúng tôi cũng xác định là đây mà nếu như mà hiệu quả được đó thì chúng tôi sẽ đưa vào cái hàng hóa của anh trở thành là một cái chuỗi giá trị sản phẩm cụ thể. Vâng. Chuỗi giá trị sản phẩm cụ thể ở trên địa bàn của huyện và của địa bàn của xã. Vâng. Mà tới đây là chúng tôi sẽ thực hiện theo cái mô hình này. Vâng. Thì cái hương thế. Còn trước hết là về cái đầu tư này nọ thì gia đình có thế nào thì thôi, gia đình cứ bỏ ra mà triển khai mà làm. Không, còn sau này thì nhà nước xem là có xem có cái chính sách gì nào đó và có thể là hỗ trợ được một phần nào đó cho đối với hộ gia đình ấy, thì lúc đó chúng tôi sẽ xem xét tính sau.
Trên địa bàn huyện Nậm Pồ, tuy còn là một huyện nghèo, đời sống kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, hạ tầng nông thôn chưa được đầu tư đồng bộ, nhưng trong điều kiện khó khăn đó, cũng đã có một bộ phận nông dân dám nghĩ, dám làm, dám đầu tư phát triển kinh tế với những cây con giống mới như sa nhân, nuôi ong lấy mật, cây chuối tây, cây xả dược liệu. Song đây đều là những mô hình kinh tế tự phát có quy mô theo hộ hoặc theo nhóm hộ gia đình. Bởi vậy, để phát triển thành hàng hóa mang tính ổn định trên thị trường thì vẫn cần nhiều hơn nữa sự quan tâm, đầu tư, định hướng của các cấp ngành để những nỗ lực vươn lên thoát nghèo của nông dân huyện biên giới Nậm Pồ được đơm hoa thơm trái ngọt. Thưa quý vị, con nuôi đồn biên phòng là chương trình được triển khai trong toàn lực lượng biên phòng theo sự chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Trên địa bàn huyện Nậm Pồ, 5 đồn biên phòng đứng chân trên địa bàn cũng đã rà soát tìm các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để đưa về đơn vị làm con nuôi. Từ chương trình này, các em học sinh đã có điểm tựa vững chắc để đến trường học con chữ và cũng là môi trường để các em rèn luyện trưởng thành những người có ích cho xã hội, ghi nhận của phóng viên đài chúng tôi. Cháu tên là Trần Sinh Nghiệp, học sinh lớp 8A5, trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Nà Hì. Cháu và vải phùng A vải đáng vinh dự được các chú bộ đội biên phòng Nà Hì đưa về đơn vị ở ngôi nhà mới. Cháu được ăn ở sinh hoạt như các chú bộ đội. Buổi sáng cháu dậy từ 5:30 để tập thể dục rèn luyện sức khỏe. Sau đó chúng cháu vệ sinh cá nhân và chuẩn bị sách vở để đến trường. 6:00 sáng cháu bắt đầu đi học. Cháu bắt đầu về cất sách vở, sau giờ đi ăn cơm ở phòng của cháu có sắn bắt và đứa của các chú mua cho. Cháu cầm nó xuống bếp ăn cơm xong cháu tự rửa bát giống như các chú bộ đội. Ăn cơm trưa xong, cháu ngủ trưa, ngủ dậy thì có ngày cháu đến trường để lao động, có ngày cháu ở đơn vị để tự học bài hoặc vui chơi cùng các chú. Ở ngôi nhà mới, cháu thích nhất là mỗi bữa cơm đều có cơm, có thịt, ăn ngon lắm. Buổi trưa hàng ngày, cháu chơi cờ lông, đá bóng, bóng chuyền cùng các chú. Ngoài ra cháu còn cùng các chú cấy tưới rau. Buổi tối sau khi ăn cơm xong cháu học bài. Lúc học bài chỗ nào không hiểu cháu có thể hỏi các chú. Ở ngôi nhà mới này các chú dạy cháu rất nhiều điều hay lẽ phải, từ cách ăn nói sinh hoạt đến cách ứng xử giao tiếp. Cháu đã ở đây hơn 1 tháng. Cháu rất thích ở ngôi nhà mới này. Sau này dù có đi đâu cháu cũng nhớ các chú bộ đội biên phòng Nà Hì với mái nhà chung ấm áp. Thưa quý vị, khi mà lần đầu tiên được tiếp xúc với các em thì tôi đã hỏi các em rằng là ăn cơm ở nhà ngon hơn hay là ăn cơm ở đồn ngon hơn, thì các em đã trả lời rất hồn nhiên rằng là ăn cơm ở nhà ngon hơn, bởi ăn cơm ở nhà thì phải thật lâu, rất là lâu mới có một bữa cơm có thịt, bởi vậy nên là ăn cơm ở nhà rất ngon. Còn hàng ngày bây giờ ở đồn đều là những bữa cơm có thịt. Vâng, những cái điều bình thường như thế bây giờ thì mới đến được với các em, bởi trước đây cuộc sống của các em vô cùng khó khăn. Em có thể kể cho cô về hoàn cảnh gia đình của em không? Có.
lần trước cháu ở với bà lúc nào cũng quan tâm cháu, còn bố thì không quan tâm. Bây giờ bà chết rồi không có ai quan tâm đến cháu, chỉ với chú bộ đội, nhưng chú bộ đội thì ở đây hay hơn ở nhà thì bố không quan tâm tới cháu. Thế còn gia đình Niền thì như thế nào nhỉ? Gia đình cháu thì lúc cháu bé ở với bà thôi, bố mất rồi, mẹ cháu đi lấy chồng khác rồi, bà cháu cũng đã già rồi, có một ít ruộng thôi, bà cháu cũng không đủ sức để làm, để cho người khác mượn làm thì cho ít gạo thế hai bà cháu ăn. Thưa quý vị, hoàn cảnh của các em khó khăn là vậy, và chúng ta cũng kỳ vọng rằng từ cái mô hình con nuôi đồn biên phòng này sẽ là cái nền tảng nâng bước các em tới một cái tương lai sáng ngời hơn. Và cháu lớn lên thích nhận là làm chú công an. Cháu ước cháu lớn lên thành chú bộ đội, để trở thành chú bộ đội, cháu sẽ cố gắng học giỏi. Thực hiện chương trình con nuôi đồn biên phòng, đồn biên phòng Nà Hì đã khảo sát trên địa bàn và lựa chọn hai em Tẩn Sinh Niền và Phùng A Vải ở bản Xín Trải đưa về đồn để ăn, ở và học tập. Các em được trực tiếp ăn, ở, sinh hoạt tại đơn vị đến khi học xong lớp 9. Sau đó ở bậc học cao hơn, mỗi tháng các em sẽ được hỗ trợ tiền theo chương trình nâng bước em đến trường. Với những hoạt động thiết thực như vậy, không chỉ giúp cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn được tiếp xúc đến trường, mà còn tô đẹp thêm hình ảnh anh bộ đội biên phòng. Với mong muốn là giúp các cháu vơi đi những khó khăn và cùng với các bạn cùng chăn lứa tiếp tục đến trường, trở thành con người có ích cho xã hội về tương lai, thì đơn vị đã báo cáo với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh làm các thủ tục đón các cháu về sinh hoạt ăn ở tại đơn vị. Và trong quá trình sinh hoạt ăn ở tại đơn vị thì đơn vị cũng luôn luôn cử cán bộ chiến sĩ kể cả các cháu, giúp các cháu từ việc cái việc nhỏ nhất là sinh hoạt cá nhân đến việc mà kể cả giúp đỡ các cháu trong quá trình học tập. Đối với em học sinh Lý A Vải và Tần Sinh Niền, hai em học sinh này thì hoàn cảnh gia đình các em gặp nhiều khó khăn. Nên trong cái năm học này thì được đồn biên phòng Nà Hì và nhận đỡ đầu làm con nuôi. Thì qua hai tuần vừa qua thì tôi nhận thấy là thứ nhất là so với những năm học trước và đầu năm học này thì các em đi học chuyên cần tốt hơn, đều hơn. Và cái thứ hai là về cái tác phong thì là các em cũng nhanh nhẹn, linh hoạt và tham gia các cái hoạt động của trường, của lớp và đầy đủ, đều đặn. Và dù về chất lượng học tập thì có thể là chưa thể là tiến bộ ngay được, nhưng mà chắc chắn rằng là với cái sự đỡ đầu của đồn biên phòng Nà Hì, sự giúp đỡ hỗ trợ của các thầy cô giáo, thì trong tương lai là hai em cũng sẽ có nhiều cái tiến bộ, cố gắng hơn trong quá trình tham gia học tập. Cuộc sống trước kia bữa no bữa đói, không ai chăm sóc như chim non mất mẹ. Bây giờ Sinh và Niền đã được chở che dưới mái nhà lớn trong tình yêu thương, bao dung của các bác, các chú, các anh bộ đội đồn biên phòng Nà Hì. Sau này đủ lông, đủ cánh, trên bầu trời rộng lớn, các em sẽ dũng mãnh, kiên cường như các chú bộ đội. Và chắc chắn các em sẽ luôn nhớ về mái nhà chung là đồn biên phòng Nà Hì và tự hào về nơi đã chắp cánh ước mơ cho các em. Trang truyền hình cơ sở của Đài huyện Nậm Pồ xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.